Theo chỉ đạo của trên, Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần Quân khu 5 đã tích cực chuẩn bị để chi viện hỗ trợ cho Đà Nẵng trong tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh nhân cấp cứu và sẵn sàng thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Bệnh viện đã triển khai tiếp nhận các ca bệnh nặng từ các bệnh viện khác tuyến chuyển đến để giảm tải áp lực cho 3 bệnh viện lớn tại Đà Nẵng. Trong đợt kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Y tế đã trực tiếp kiểm tra năng lực y tế của Bệnh viện Quân y 17 và khẳng định đơn vị có đủ điều kiện tham gia chi viện cho các bệnh viện địa phương trong phòng chống COVID-19, đồng thời chuẩn bị đội ngũ y bác sĩ tham gia làm việc tại bệnh viện dã chiến. Trường hợp mà dịch bệnh có xu hướng lan rộng, thì bên cạnh cái việc mà tăng cường thêm những cái khu cách ly để có thể tiếp nhận những trường hợp nghi ngờ F1 hoặc F1, thì các cơ sở y tế của quân đội cũng sẽ được trưng dụng một phần vào để phục vụ cho công tác thu dung điều trị các bệnh nhân COVID. Và chúng tôi cũng đã nhận thấy Bệnh viện 17 cũng đã sẵn sàng khu điều trị ở khoa nhiễm để có thể tiếp nhận các bệnh nhân điều trị COVID. Dù số bệnh nhân đông, dịch bệnh phức tạp, nhưng Bệnh viện Quân y 17 đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng thương bệnh binh và tham gia cứu chữa người bệnh trong đại dịch COVID-19. Hiện tại chúng tôi tiếp nhận hầu hết các bệnh nhân nặng cấp cứu về và cấp cứu về nội khoa, các bệnh mặt bệnh nặng như là đột quỵ, xuất huyết não, rồi xuất huyết tiêu hóa, sơ gan mất bù, các bệnh về suy tim nặng. Tất cả các bệnh nhân vào nằm viện đây thì chúng tôi coi như là các đối tượng trong vùng dịch trên địa bàn thì đều có xét nghiệm sàng lọc, và hiện tại những bệnh nhân xét nghiệm xong có kết quả thì đều là xét nghiệm về SARS-CoV-2 âm tính. Bệnh viện đã có cái sự chuẩn bị là dự trữ vật chất sẵn sàng để đáp ứng, đồng thời thường xuyên rà soát và bổ sung kịp thời cái vật chất. Cho đến nay thì bệnh viện đầy đủ có cái phương tiện và trang phục phòng hộ để mà đảm bảo cho cán bộ nhân viên 100% ở các vị trí đều có đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, hiện tại 100% cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 17 thực hiện cách ly và làm việc tại chỗ. Ngoài ra, bệnh viện bố trí lực lượng tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra yếu tố dịch tễ ngay khi tiếp nhận bệnh nhân tại cổng đơn vị. Hiện Bệnh viện Quân y 17, đội y học dự phòng và ngành quân y quân khu 5 đang tăng cường phối hợp thực hiện xét nghiệm lưu động trên hệ thống xe labo hiện đại mới được Bộ Quốc phòng tăng cường, góp phần cùng ngành y tế cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.